Hello các bạn, quá đỉnh rồi các bạn ơi. Trước mắt của các bạn đang xem đây là chiếc xe Exeter 155 của một vị khách hàng ở Bầu Bàng, Bình Dương các bạn. Đó, thì đến với shop mình thì độ siêu đỉnh luôn, một đôi billet Get Magic 3.0 các bạn nha. Và phía trên một quả billet Get Magic 3.0 các bạn nha. Ở phía dưới là một đôi, ở trên là một quả. Thì vị khách hàng này chọn combo này thì siêu đỉnh rồi các bạn, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Một bi thì sáng rất là đỉnh rồi, anh này chơi tới 3 bi luôn các bạn ơi ha. Bỏ số tiền ra gần 10 triệu đồng để nâng cấp lên cho chiếc xe của mình nha các bạn. Đó, ok rồi, bắt xin giùm anh luôn em ơi, bắt xin giùm anh. Đó, mắt quỷ là chơi màu đỏ luôn các bạn. Đó ha, vòng thiên thần là vị khách hàng chơi màu xanh ngọc. Mở chế độ code giùm anh luôn, code 3 bi luôn rồi. Đó, code bi trên các bạn. Rồi em muốn đôi bi dưới luôn, mở tắt đôi bi dưới luôn em. Đó các bạn ha, rồi tắt giùm anh luôn, tắt giùm anh luôn. Đó, thì vị khách hàng này mà làm cái công tắc phụ để khi nào muốn xài một đôi bi dưới thì bật cái công tắc phụ lên nha các bạn. Đó, ok nha. Bát canh chỉnh trên dưới thì như zin luôn, muốn cao thấp tùy ý khách hàng chỉnh luôn. Rồi, quá đỉnh luôn các bạn ơi, siêu phẩm luôn. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha. Số điện thoại phía trên 0346669686, các bạn có thể kết nối Zalo qua số điện thoại trên đây để mình tiện tư vấn cho các bạn nha. 0346669686 ha. Rồi, ok. Bản Get Magic 3.0 này thì nó rất là ngắn gọn luôn các bạn, nó ngắn hơn cái bản Get Magic Get Bago 2.0 các bạn. Đó, thì nó rất là dễ chế, rất là dễ lắp đặt luôn ha. Các dòng xe này thì lắp đặt những quả bi này thì mình nghĩ là rất là tuyệt vời ha. Rồi, ok, mình mở chế độ code cho các bạn xem nè. Code em ơi, ở chế độ code đó, một bi nè các bạn, một bi phía trên nè. Rồi, ok, em bắt xin chung rồi, bắt xin là lên hết luôn các bạn, bắt xin lên hết luôn. Đó, lên hết, ở dưới là lẫn trên luôn. Rồi, ok, em mở chế độ phía dưới là lẫn trên luôn. Phía dưới. Đó, code dưới nè. Rồi mở trên luôn á, mở trên luôn các bạn. Hiện tại thì 3 bi nó không có nằm giống nhau các bạn, nên nó sẽ chỉ những cái đường tiêu cực nha các bạn. Đó, ok ha. Rồi, tuyệt vời nha các bạn, mở file machine quá đỉnh luôn các bạn. Rồi, ok.